Xin chào mọi người, hôm nay em xin chia sẻ đến cho mọi người xem những cái món đồ cổ triều Khang Hy và đồ sứ ký kiểu của triều Nguyễn. Cái đầu tiên là em xin quay cho các bác xem những món đồ cổ mà em có duyên em sưu tầm được. Đó là cái đĩa người. Đây là một vị quan bà đồ Khang Hy rất là to, xài như một cái, nó to hơn cái găng tay của em. Đường kính là 20 208 gần 21 phân. 20 08 gần 21 phân nha mọi người. Rất là to. Đó, rất là to luôn. Đây là một cái chiếc đĩa đồ Khang Hy và những cái vết này á là trên thị trường công nghệ tiên tiến làm giả không được. Đó là những cái vết, đây gọi là vết co rút cái chàm, hay còn gọi là co rút cái đây không phải là co rút men. Nếu như mà co rút men nó sẽ tạo nên một cái vết vết lành ngay. Còn đây á, là thời gian 5 tháng nó già, nó khô, nó rút ở trong men. Và cái màu chàm mực này nó đã qua mấy trăm năm, nó khô, nó rút ở trong men luôn. Nó rút ở trong men. Đấy. Cái nước bóng của món đồ ở bên ngoài nó vẫn còn, nước bóng men ở bên ngoài vẫn còn. Đấy, đây là một vị quan bà hoặc còn gọi là vợ của một người quan lại nào đó ở trong kinh thành của triều Khang Hy. À, tình trạng của chiếc đĩa này là toàn hảo, lành 100%. Đây là một cái khung cảnh sống gọi là cái người xưa người ta hình tượng hóa một người phụ nữ mà có địa vị cao trong xã hội phong kiến á, người ta hay nói là liễu yếu đào tơ. Thì cái người quan bà này là cầm một cái quạt ba tiêu. Đó, có nghĩa là ngày xưa là những cái đồ dùng vật phẩm của họ nó rất là giá trị luôn. Và sống, đây là cái cây liễu này. Đấy, sống ở trong cái môi trường kinh thành này. Đấy, đây là một cái lan can. Đó, vị quan bà này sống có nghĩa là ở trong cái môi trường nó sang trọng. Bởi vì các mọi người phải hiểu như thế này rằng là ngày xưa là sống ở những cái lều tranh nhỏ này nọ kia, nhưng mà những cái vị quan lại, những cái triều đại mà có chức tước của các vị xưa thì người ta sống ở trong môi trường nó cao xa hoa. Đấy, có kinh thành rồi, có cái lan can vân vân. Đó, thì bên cạnh đây là có cái cây liễu. Thì đây là một cái ý nghĩa nó rất là nhân văn, nên là sống gọi là liễu yếu đào tơ. Đó là một người vị vợ của quan. Đó, nên thành ra đây là một trong những cái đề tài nó rất là hay. Và nó là một trong những cái món đồ cổ đời Khang Hy chuẩn xịn 100%. Nó là một trong những cái món đồ mà nói về triều Khang Hy thì nó là một cái nền mà gọi là văn hóa đồ cổ nó rất là giá trị và nó rất là tiên tiến. Đó. Đường kính gọi là gần 21 phân, còn 2 ly nữa thôi gọi là đủ 21 phân. Đấy, và tiếp theo đây là một cái ống cắm bút. Cái ống cắm bút này là một trong những cái món đồ cổ trong văn phòng tứ bảo, dùng để cắm bút. Cắm là cắm cái đầu dưới xuống, là còn cái bút mực là người ta để ngược lên. Đó. Thì khi mà những cái ống cắm này á, là của triều Khang Hy, người ta sản xuất ra và người ta để mà nhằm phục vụ cho môi trường làm việc trong hoàng thành, trong những cái phủ làm việc của các quan lại ngày xưa. Vì là ngày xưa là ăn uống đã thiếu thốn mà người ta còn giữ được những cái
ống cắm bút như thế này là đa phần là để nhằm vào trong những môi trường làm việc của các quan lại ngày xưa mới có điều kiện ăn học và thành tài, có đức độ mới làm quan. Đó, cái nhân phẩm người ta, cái thanh danh người ta rất là tốt, rất là cao. À, nên chính vì vậy thì những cái món đồ này là nó không dành cho cái giới gọi là địa chủ hay là giới nhà nghèo vân vân, đa phần là cái phòng, cái phủ làm việc của các quan lại ngày xưa đấy, gọi là cái ống cắm đó. Và tiếp theo đây là một cái hũ mực, hay còn gọi là cái hũ chữ trì đựng mực. Điện tích này là cái điện tích vẽ ông Khương Tử Nha, cũng là đồ Khang Hy luôn. Đây là món đồ của đồ Khang Hy. Thì chúng ta phải biết rằng là đây là một trong những cái món đồ cổ của triều Khang Hy, chuẩn xịn 100%. Vẽ núi non sơn thủy và vẽ những cái đề tài này, vẽ những cái đề tài này rất là hay. Đề tài vẽ ông Khương Tử Nha là một trong những cái đề tài vẽ nghĩa là nó nói lên một cái người mà gọi là có nghĩa là ông là văn võ song toàn và là người mà bậc tài về quân sự. Đó, thì ông là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có nghĩa là ông hiểu biết được vạn vật ở trên đời và là người mà giống như là quân sư cho các triều đại, quân sư cho các triều đại. Để mà gọi là tư vấn cho những cái gọi là của các triều đại, giống như gọi là vị quân sư, gọi là quốc sư đó. Đó, những cái vành chôn của đồ Khang Hy này, chúng ta thấy vành chôn đồ cổ Khang Hy nó rất là đanh đồ, rất là khuôn. Mà đây là một trong những cái món đồ chuẩn cổ đúng triều đại Khang Hy. Và cái vành cái vành nó màu đà đà, đây là cái điểm đặc trưng, cái miệng khẩu thiết của đồ Khang Hy. Thì chúng ta hay thấy những cái món đồ mà đồ cổ đồ Khang Hy á, nhất là cái dĩa mà tam phụng chầu thọ của đồ Khang Hy á, chúng ta hay thấy thì nó có những cái màu vàng vàng ở trên cạnh đĩa. Đó, thì đấy là một trong những cái điểm đặc trưng. Đó, điểm đặc trưng. Đó, hai món đồ Khang Hy, vừa là để đựng mực, khi mà ví dụ như người ta mài mực, người ta đổ mực vào trong này, hoặc là để đựng dầu thơm vân vân. Đa phần những cái thứ thú chơi xa xỉ của giới nhà giàu, giới quan lại ngày xưa. Đó, hai món này là đều dùng trong văn phòng tứ bảo, phòng làm việc. Đó, nên chính vì vậy là em xin giới thiệu cho mọi người xem, để mà mọi người có một cái cách nhìn chuẩn mực về đồ triều Khang Hy. Đó. Và tiếp theo đây là một cái đĩa. Đó. Em quên đo về cái chiều cao. Cái chiều cao của cái ống này thì nó khoảng 14 phân nè. Cái hũ mực này là rơi vào khoảng là 7 phân nè. Đó. Tiếp theo đây là một cái đĩa. Cái đĩa đồ sứ ký kiểu, đây là cái đĩa có đường kính 15 phân. Đường kính 15 phân. Đấy, có đường kính là 15 phân. Cái đường kính của cái đĩa này là nó là một trong những cái đĩa nó rất là giá trị nha mọi người. Bên ngoài là vẽ là bốn mùa đại diện cho bốn mùa. Mai này, cây lá trúc này. Đó. Rồi cái đây là hoa cúc này. Đây cũng là cây trúc. Đó. Và cái đĩa này là cái tích, nó là tích phú quý bạc đầu. Tích này là tích phú quý bạc đầu. Cái điện tích này là một trong những điện tích nó rất là hay. Nó vừa chúc mùa xuân, vừa là chúc gia chủ chúng ta là anh nên làm ra hưng thịnh, thịnh vượng, và sống chung thủy bạc đầu với nhau. Là phù dung phô thủy thái, tiên điểu hí trường sinh. Đây là cái câu ở trong cái bài thơ mà cái người
cái người chủ, người ta em giao lưu với người ta thì người ta chia sẻ cái đại ý của cái bài thơ này: phù dung phô thủy thái, tiên điểu hí trường sinh. Đó, đường kính đĩa 15 phân. Và đây là một trong những món đồ mà nó rất là giá trị. Nếu mà chúng ta sở hữu cái món đồ này thì phải nói là độc bản luôn. Nó rất là ít gặp ở trên thị trường. Mà hiệu đề lại 4 chữ nha mọi người. Hiệu đề là Uẩn Tàng Mỹ Ký. Đó. Cái chàm này nó phải là chàm nó già đồ này, chúng ta thấy này. Đó. Nó đã khô mà nó khô rút ở trong men. Đây là chỉ có thời gian 5 tháng nó mới đạt được cái yêu cầu của một món đồ cổ. Đó. Rất là hiếm gặp. Vẽ kiến xung quanh, vẽ kiến xung quanh mà ở bên ngoài có cái bên ngoài vẽ kiến, bên trong cũng vẽ kiến nữa. Đó. Và tiếp theo là cái đĩa vẽ sen. Tiếp theo là một cái đĩa vẽ sen này. Chúng ta thấy được đây là một trong những cái đề tài nó rất là nhân văn, đề tài sen cua. Tuy là cái đề tài sen cua nhưng mà người ta hay gọi là nhị giáp, biểu tượng cho cái sự học hành thăng tiến. Bởi vì là con cua là một trong những con nó sống ở trong cái đầm lầy, nhưng mà nó biết vươn trưởng, và nó đã lột xác. Khi mà nó lột xác ra thì nó hoàn thiện bản thân, nó lên một cái tầm cao mới. Thì cái người xưa người ta vẽ con cua là bao giờ luôn có cái ý nghĩa. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta sống ở trong đầm lầy mà chúng ta biết cố gắng vươn lên ở trong cái môi trường nào đó, thì trong cái môi trường khó khăn nhất thì chúng ta sẽ thành công. Đó là ý nghĩa là dạy con người chúng ta là phải biết thoát lên từ những cái gọi là khó khăn nhất. Đó. Đây là một món đồ sứ ký kiểu này. Đây là một món đồ sứ ký kiểu, vành chôn này, cắt gọt này, chỉnh chu này. Vành chôn, cắt gọt, chỉnh chu. Mảnh khảnh. Đây là món đồ sứ ký kiểu của triều Nguyễn mà vẽ giống như là đồ ngự luôn. Đường kính 16 phân. Vẽ giống y như đồ ngự. Đó. Và tiếp theo đây là một cái bát úp. Đây bát úp đồ hoàng cung. Đây là bát úp đồ hoàng cung. Bát úp đồ hoàng cung, đồ trong cái vương phủ làm việc của các quan lại. Theo em nhận định thì đây là một cái món đồ cổ của thế kỷ cuối 17 đầu 18. Đồ đây là chất đồ Lê Trịnh. Vẽ sen. Đó. Vẽ sen và vẽ hoa cúc. Nếu như mà ai mà là fan hâm mộ hoặc là yêu thích những món đồ hoàng cung thì đây là cái bát úp. Nó vừa com lê mà nó vừa là món đồ tốt để cho chúng ta hữu duyên, chúng ta sở hữu món đồ này. Đó. Bởi vì tại sao người ta không để trơn tru nhưng mà người ta để phân góc cạnh và khuôn viên rõ ràng. Đấy, thì đây là một có nghĩa là người ta muốn luôn khẳng định rằng là sen là một cái loài mà gọi là quốc hoa của Đại Việt của chúng ta. Đấy, nên người ta phân cấp rất là rõ ràng. Com lê. Đấy, vừa là com lê vừa là món đồ rất là giá trị luôn. Đó. Đồ này là gọi là nó dư tuổi cổ luôn. Có chiều cao là 12 phân. Có chiều cao 12 phân.
và có đường kính miệng là 13 phân 7 này, 13 phân 6, 13 phân 7 này. Đó. Rất giá trị luôn. Và bác nào mà quan tâm tất cả những món đồ cổ của em thì cứ gọi điện này, kết nối qua số điện thoại 0387 513 887 để mà em chia sẻ và tư vấn trực tiếp cho các bác, hoặc là gửi tặng nhà và bảo hành chuẩn cổ suốt đời và bảo hành luôn cả cái giá mua, để cho những ai mà đang có cái mong muốn là mình sở hữu những món đồ cổ chân chính, chuẩn, đẹp, đúng tuổi cổ và được bảo hành luôn cả cái giá mua. Các bác cứ yên tâm, không phải lo sợ là mình phải mua nhầm những món đồ trôi nổi ở trên thị trường. Thì em đây luôn luôn cam kết cho các bác cứ kiểm tra trên tất cả các bảo tàng trong và ngoài nước luôn. Đấy, đối với em những món đồ này là luôn luôn là đảm bảo và luôn hài lòng khách hàng, gửi về tận nơi tận nhà cho mọi người cùng xem và kiểm tra đúng món đồ đúng hàng. Thì các bác cứ gửi tiền cho nhân viên thu hộ mở ra kiểm tra đúng hàng đúng món đồ, có giá bảo hành hẳn hoi. Bác nào yêu thích thì cứ gọi điện cho em.